một cuộc đời vắng thương để đổi lại một cuộc đời đau thương. Lời xin lỗi sau bao lâu nói câu thành câu. Yêu đương trong đầm sâu đừng nói ra em đau lòng nhau. Why? Dùng một mùa đời vẫn thương để nói lại một đời đau thương. Lời xin lỗi sau bao lâu nói không thành công. Quá hay. Yêu đương không đầm sâu đừng dối gian tâm đau lòng nhau. Nước mắt cứ để anh từ lâu. Quá hay. Em ơi, một tay lên. Quá hay. Quá hay. Một tay lên, lên. Quá hay. Quá hay luôn đó. Yêu đương chỉ như những áng mây lượn nhanh qua trời. Yêu chỉ cho lệ bên đôi mi để còn tim buồn bơ. Khi yêu cứ ngỡ đêm tơ tình yêu như giấc mơ. Để hôm nay ôm một mối sâu bơ vơ. Dùng một cuộc đời bất thương để nối lại một đời đau thương. Lời xin lỗi dấu bao lâu nói không thành lời. Yêu đương không đầm sâu đừng dối gian em đau lòng nhau. Nước mắt cứ để anh từ lâu. Dùng một cuộc đời bất thương lại một đời đau thương. Lời xin lỗi nói ra đây chân chân ý từ miệt. Mong em luôn bình yên một sớm mai để anh sẽ quên. Sẽ quên hết mối tình đầu tiên. Cái nào mai trở lên Vlog Hoa Tèo. Cái nào mai trở lên YouTube. Ô hay, má Hùng mời bạn hay thiệt ra. Má Hùng mời luôn bạn hay thiệt. Ai quay? Thầy. Anh một cái phim là anh mới quay chứ, hay anh quay chứ, đơn giản anh quay thôi. Mai thì phải quay gì, đưa liền bây giờ như mai gì. Quá hay. Xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay anh em mình ghé nhà anh em ghé chơi anh em góp vui thôi. Toàn là anh em thích thôi. Đây, toàn anh em là cốt cốt không ạ. Đây. Bài này là bài bài của khác biệt. Khác biệt đúng không? Đúng không? Nếu mà xài chất liền đúng không? Khác biệt. Đúng không? Nhìn này anh nhàng biết chẳng biệt. Nóng vậy mình quạt đi. Mình quạt đi. Mình quạt đi. Mình quạt đi. Nóng không biết được ta. Mình quạt đi. Chỉ cần đánh lên mà mình quạt đi. Nhưng sau khi nói chia tay. Biết nói là sao? Hai ta lại không thể nói. Người em đi xuống và anh cũng đã cùng người bạn bắn yêu mất. Trong 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 hai ta đã có hạnh phúc cuộc đời. Vì sao ta lại thay đổi? Khi mình cứ như thế và vẫn cứ kéo say để những bao sầu là thật tốt cho ta. Nhiều lúc muốn nói rằng ta đã sai lắm nhưng nói rằng ai sẽ hiểu được đây. Đường phía trước rất xa và bao anh mất nhìn sẽ là thật lòng về chuyện này.
và anh không biết điều kể để không thể nếu cho yêu rồi biết nói là tại ok. Ngày chúng ta và anh không biết được kết